Quý khán giả thân mến, cuộc thi ảnh Nét duyên áo bà ba chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 đã được tổng kết và trao giải vào tối qua. Cuộc thi do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức trong khuôn khổ lễ hội trang phục áo bà ba áo dài chủ đề Duyên dáng phương Nam với mong muốn tôn vinh nét đẹp, giá trị văn hóa và lan tỏa tình yêu với chiếc áo bà ba. Nhiều lãnh đạo thành phố đã tham dự và trao các giải thưởng cho tập thể cá nhân. Hội thi được tổ chức bằng hình thức online. Ban tổ chức nhận được 1.220 ảnh cá nhân và 199 ảnh tập thể dự thi. Dòng sơ tuyển, ban tổ chức chọn đăng 322 ảnh cá nhân và 104 ảnh tập thể lên fanpage của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, thu hút hàng trăm ngàn lượt tương tác thích, chia sẻ và có gần 22.000 lượt bình luận. Qua cuộc thi đã tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, tình yêu của phụ nữ Cần Thơ với chiếc áo bà ba thân thương. Qua những bức ảnh tham gia cuộc thi lần này cho thấy đa phần ảnh chụp có chất lượng tốt. Ban tổ chức cuộc thi đánh giá cao đối với tập thể cá nhân đã có nhiều bức ảnh đẹp và được đầu tư từ việc lên ý tưởng, đầu tư về trang phục phụ kiện và lựa chọn bối cảnh chụp ảnh, cách thể hiện về chủ đề góc máy ánh sáng để có những tấm ảnh đẹp mang tính nghệ thuật cao và nhiều ý nghĩa tôn lên nét duyên của chiếc áo bà ba, tôn vinh nét đẹp truyền thống của trang phục áo bà ba Nam Bộ. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và công tâm, ban giám khảo đã lựa chọn 10 bức ảnh tập thể và 11 bức ảnh cá nhân xuất sắc nhất để trao giải thưởng nhất, nhì, ba và khuyến khích. Trong đó, ban tổ chức trao giải like share và có lượt bình chọn nhiều nhất cho tập thể Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Việt Dũng, quận Cái Răng và trao giải cá nhân có lượt bình chọn cao nhất cho thí sinh Văn Thị Thiên Nga, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Việt Dũng. Tôi tham gia cuộc thi thì khi phát cho mình chiếc áo bà ba cảm thấy rất tự hào và cảm thấy có một cái nét duyên dáng và thì mị cũng giống như cái niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam. Giải nhất tập thể cuộc thi Nét duyên áo bà ba năm 2023 được trao cho đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cờ Đỏ và huyện Thới Lai đồng giải nhì. Giải ba thuộc về Hội Phụ nữ Công an thành phố Cần Thơ và Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Thạnh. Chúng tôi chọn cái điểm là điểm nhấn là cầu đi bộ của Ninh Kiều và chúng tôi cũng đã quy động 100 chị là hội viên phụ nữ và cùng hưởng ứng là mai một cái trang phục đồng phục để chúng tôi có những cái buổi tập luyện và xếp những cái hình cánh hoa biểu tượng cho cầu đi bộ của Ninh Kiều mình. Với thành tích mà đạt được như ngày hôm nay thì đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, cán bộ cũng như là hội viên của chúng tôi thì rất là vui mừng và rất là xúc động. Sau khi mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện được ban tổ chức hội thi Duyên dáng áo bà ba được giải nhì thì bản thân thì cũng rất là vui mừng được sự đồng hành cùng tất cả các chị em phụ nữ trên địa bàn của huyện Thới Lai. Hôm nay là kết quả rất là đáng quý và trân trọng những cái tình cảm mà các chị em luôn đồng hành với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Về giải cá nhân Nét duyên áo bà ba năm 2023, thí sinh Phạm Thanh Tâm, Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an thành phố Cần Thơ đoạt giải nhất. Ban tổ chức cũng trao 2 giải nhì và 2 giải ba. Theo tôi nghĩ, áo bà ba là một nét đẹp rất đặc trưng của người phụ nữ Nam Bộ. Và bản thân tôi là một người phụ nữ Cần Thơ, tôi cũng rất muốn lan tỏa hình ảnh đẹp, nét dịu dàng của áo bà ba đến với bạn bè ở khắp mọi nơi. Và với kết quả này thì em rất là bất ngờ. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc lúc này. Thật sự là rất là hạnh phúc. Đây là lần thứ 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc thi, qua đó tiếp tục khẳng định và tôn vinh chiếc áo bà ba, khơi dậy niềm tự hào trách nhiệm giữ gìn và phát huy nét đẹp truyền thống dân tộc, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi người dân.